em nghĩ đúng, Giang nói đúng. Mỗi một con người đều có một giai đoạn để mình là mình. Và giai đoạn này là giai đoạn lộ diện của Giang. Vâng thưa anh, con sói là con sói già, chính một con sói già. Bây giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc, cái có con bơm bớm đậu đây. Đi đâu cũng như lúc nào phải có người con nhỏ nhỏ theo rồi đó. Bớm, cha bớm. Vâng, ơi, chị đó chờ. Những giây phút cuối cùng bên nhau, ta mới chợt phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ ta chưa nói với nàng. Cái gì đó chờ. Cái cánh của nàng chua quá. Đi gì, gì? Mà chuẩn bị nè. Một, gì, gì? Còn gì? Nè, một, hai. Alo, anh ơi. Anh ơi, Bo đang làm việc, con đừng gọi cho Bo nghe. Anh chị Phần ơi, anh chị Phần ơi. Ừ, Bo đang làm việc này. Kim thính hiệu quả cho người ù tai, nghe kém, điếc tai, ve kêu trong tai, suy giảm thính lực. Hồi nãy em thấy anh là quên hợp phấn, em mượn hợp phấn của con Sam. Làm gì có cái chuyện đó đây. Thôi ngồi xuống đi. Ủa mà sao giờ tự nhiên giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc, cái có con bơm bớm đậu đây. Không em, bởi vì người ta là người đàn ông có gia đình rồi còn có con nữa, cho nên là bây giờ phải chịu khó chơi với hoa với bướm. Quên. Có gì còn hát cho con nghe bài con bướm xinh nữa chứ. Đi đâu cũng như lúc nào phải có người con nhỏ nhỏ theo rồi đó. Bướm, cha bướm. Này dễ thương quá, rất là hoạt hình luôn. Dạ. Từ hồi mà mình có con nhỏ thành ra là phong cách của mình nó trẻ thơ vậy đó hả Giang? À, mỗi chúng ta trong cuộc sống nó có mỗi giai đoạn khác nhau. À. Giai đoạn này là giai đoạn dậy thì của em. Bây giờ mới dậy thì. Bây giờ mới dậy thì hả? Em nghĩ đúng, Giang nói đúng. Mỗi một con người đều có một giai đoạn để mình là mình. Và giai đoạn này là giai đoạn lộ diện của Giang. Vâng thưa anh, con sói là con sói già, chính một con sói già. Tự nhiên qua cái miệng của em anh thấy cái hình ảnh nó dễ sợ quá Thành. Chào em. Chào em. Gì mà mới ra cười nắc nẻ rồi. Anh ơi trời ơi, nhìn cái bên anh cô có cái avatar kỳ quá, sao đen thùi vậy? À tại vì nhìn khi bữa nay ăn mặc có vẻ rất là giống ca sĩ nhóm HKT. Khi mình có gia đình rồi thì cuộc sống mới thay đổi nghĩa. Có con có cái rồi cuộc sống mới càng thay đổi đó nghĩa. Có con có cái mà sao đánh son đậm vậy? Ra là mình thay đổi một vài điều để mình thấy tự thấy mình sẽ phải sống tốt hơn mỗi ngày. Cái da này là mình nó thiên nhiên. Thiên nhiên ơi, nhưng cái môi là nhân tạo. Không, anh thấy rằng nếu như mà có gia đình, có vợ, có con mà mình thay đổi như vậy thì anh nghĩ rằng mình độc thân là hợp lý đấy. Thôi không tốt vợ con. Nhưng mà cái son của anh cũng đậm hơn nghĩa. Ủa vậy hả? Đâu có đồng môi tự nhiên em nè. Không có một miếng son nữa nè. Nè, không có miếng son nữa luôn kìa. Ôi ôi. Cái tay nó nhuộm màu luôn á. Anh Nghĩa, anh định đi. Trời ơi. Cái này không phải lỗi tại anh Thành. Anh định đi đóng mộc hả? Không phải lỗi tại anh, không phải lỗi tại anh. Nhưng mà dù sao thì hai anh em mình cũng đã xuống ký. Đúng. Cái trước là phía sau. Phía sau. Biết mà. 60 giây thời gian bắt đầu. Nàng ơi, cái chị đó chờ. Chúng ta chỉ còn 60 giây bên nhau. Nàng có muốn núa gì không? Tranh thủ núa. Không núa bấm E là cái. Nàng ơi, cái chị đó chờ. Những giây phút cuối cùng bên nhau, ta mới chợt phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ ta chưa nói với nàng. Cái chị đó chờ. Cái cánh của nàng chua quá. Yeah. Vô bạn, bạn vô vị trí ngồi đi bạn. Dương ơi. Vô luôn. Ôi trời ơi. Vô luôn. Để em trời ơi. Dương ơi. Vô luôn. Đừng cố diễn xuất nè. Ngồi xuống nè. Ngồi xuống. Em ngồi rồi. Ngồi đi anh. Đó. Trời ơi, hai đứa xứng đôi ghê không? Bây giờ chỉ có một bông giấy nữa là tung lên là ok rồi đó. Rồi. Thời gian 60 giây bắt đầu.
Alo, ba hả? Ừ, cái áo hôm qua ba mới mua kia con ủi giùm hả? Ừ, cái cột điện con chưa biết xài, chỉ con đi. À, có lỗ là cắm hả? Lỗ càng bự càng tốt hả ba? Hai lỗ trên cắm lỏng quá cắm không được. Con, y có cái đèn cái nè ba ơi. Bạn đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây, bạn đã lại rồi. Anh ơi. Đó, mày vậy? Nè, em đứng ở đây, anh là em. Trời ơi, tội nghiệp ổng, để em xuống làm cô dâu cho. Anh Giang, anh nhỏ con hơn, cô dâu đi. Bảy, em cô dâu. Rồi, không thoại nha, không thoại luôn nè. Em không được thoại luôn á. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ ôm vô này. Ôm hả? Ôm vô này. Con nhỏ này em tự do rồi, em thoải mái đi. Rồi. Nghiêng người xuống. Nghiêng. Ngựa. Rồi, ở đó nghe. Rồi. Em à. Anh ơi, anh ơi. Anh. Giờ cho em cái chân nó câu lên cái nách xíu xíu. À. Cái này đúng rồi. Qua anh chụp hình ơi, anh chụp hình ơi. Đang đang. Đâu già hôi quá. À hôi hả? À. Em phải chịu vậy mà chứ bảo anh đâu. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Chuẩn bị nè. Gì chi khác? Đi gì? Mà chuẩn bị nè em ơi. Gì gì? Còn gì? 1 2 Alo. Anh ơi. Anh ơi. Bo đang làm việc, con đừng gọi cho bo nghe. Anh chụp hình ơi, anh chụp hình ơi. Ừ, bo đang làm việc em. Vô. Chụp này. Chuẩn bị này. Nhanh nhanh. 1 2 đứa nào bám chuông ngoài kia ta. Anh ơi. Rồi, ok. Mấy đứa nhỏ đừng có phá này, ta đặt chụp này. Chúng mày này, 1 Alo, đi. Anh ơi. Em tự bắn vào đó rồi. Thôi bây giờ lùi lại đi. Đây, lùi lại đi. Trời ơi. Trời ơi, hàng rượu chơi không. Vậy mà không lấy ra xài. Thiệt tình. Quá trời. Nó móc ra cái giả cười àm àm àm, nó không móc. Thì bởi vậy. Thì giấu đây nè. À, ví dụ à. Gì u lưng cục vậy mày? Sao? Mày ý mày sao? Ừ, sao? Tao nghe điện thoại má tao mày. Móc cái gì cả? Tao móc điện thoại cho nghe. Alo má hả? Mày đừng nói chuyện má mày. Mày đang nói chuyện tao, mày nói chuyện má mày khi dễ tao không mày? Mày khi dễ tao mày? À. Mày biết tao làm bao nhiêu năm tao mới mua được cái điện thoại mày? Ok mày chứ tao mày khi dễ tao, tao đập à. Cãi gia tài của tao chứ. Sao? Tao còn cái khác. Alo. Ê mày khi dễ tao nữa mày? Tao đập nữa mày làm gì tao? Mày có biết là một tháng tao mới mua được một cái điện thoại mày biết không? Mày móc cái gì ra nữa? Mày móc cái điện thoại mày ra nữa hả? Cái gì? Mày nghĩ trong đây tao còn một cái điện thoại hả? Mày không có điện thoại hả? Mày không có điện thoại tao có nè, bây giờ tao ghét mày nè. Mày coi thường tao hả? Mày tưởng tao không có điện thoại tao hả? Tao nói chuyện mày mà tao ghét mày á. Lai tao là điện thoại của tao đó mày tin không? Tao không có hả mày? Mày nghĩ sao? Ý mày sao? Mày nghĩ là điện thoại tao. Ok, ok. Mày. Bây giờ mày muốn đập cái nào? Đó, mày lựa đi, mày muốn đập cái nào mày lựa đi. Bây giờ mày lựa đi, mày muốn đập cái nào? Đó mày lựa đi. Đó. Bây giờ mày dám chơi với tao không? Mày chơi, mày chơi. Mày gom hết lại đi. Mày gom hết lại đi. Okay. Mày dám chơi không? Mày chơi không? Đó, mày gom lại mày đập một bịch, tao đập một cái để mày chơi không? Tao chơi nè. Mày đập một bịch đi, mày đập một lần đi. Tao đập một lần phải không? Đúng, mày đập một lần đi. Còn mày đập cái phải không? Ờ. Mày ba tao, mày xem mày khôn hả? Mày ba tao hả? Ba chuyện gì? Mày biết tao đập bịch mà mày đập con cái mày tưởng tao ngu hả? Mày tao ngu tao đập. Mày tao ngu tao đập hả? Mày tưởng tao không dám đập hả? Thì tao đập rồi, mày ngồi mày đập đi. Nè, tao đập đi, xong tao đập đầu luôn nè. Hả? 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 Hả?